Quý vị đang theo dõi kênh podcast của Trường Quản trị Nhân sự BASE, đối tác độc quyền của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ SHRM, tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự. Kênh podcast này sẽ là nơi chia sẻ những kiến thức và kỹ năng chuyên biệt cho cộng đồng những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam. Trong thị trường lao động tốc độ cao như hiện nay, thì thời gian để tuyển dụng chính là một vấn đề cực kỳ lớn đối với HR, bởi vì điều này sẽ tác động lớn đến hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên hiện tại, đến xu hướng phát triển của công ty, thậm chí là với nhu cầu của khách hàng. Đó là lý do mà hôm nay, Trường Quản trị Nhân sự Bay chia sẻ đến quý vị podcast với chủ đề 4 bí quyết rút ngắn thời gian tuyển dụng hiệu quả trong nền kinh tế số. Mong rằng chủ đề này sẽ giúp các nhà quản trị nhân sự có thêm góc nhìn mới về chiến lược tuyển dụng, từ đó nâng cao hiệu quả công việc cho bản thân và doanh nghiệp của mình. Để trả lời cho câu hỏi, kết quả của việc tuyển dụng chậm sẽ gây ra những tác hại như thế nào, các nhà chiến lược nhân sự cho biết. Đối với người ứng tuyển, nếu HR quá chậm để đưa ra quyết định thì sẽ có nguy cơ đánh mất ứng viên sáng giá nhất vì các công ty khác cũng đang tìm kiếm và tranh đua để giành được họ. Và một trong những sai lầm phổ biến nhất ở HR chính là việc để ứng viên của mình chờ đợi quá lâu. Càng chờ đợi lâu thì chất lượng sẽ càng giảm, vì những ứng viên hàng đầu đã sẵn sàng cho một lời mời hấp dẫn hơn ở một nơi khác. Đồng thời, khách hàng và đội ngũ nhân viên hiện tại cũng sẽ cảm thấy những tác động tiêu cực của việc tuyển dụng chậm nếu công ty đang thiếu nhân lực và gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. Đối mặt với áp lực kể trên, thì các chuyên gia nhân sự hàng đầu trên toàn cầu đã tính toán và đưa ra một kết luận khả quan, đó là HR hoàn toàn có thể cải thiện và rút ngắn thời gian tuyển dụng, và đây là một chiến lược mang tính cạnh tranh lớn cho cả sự nghiệp HR và lợi ích của công ty. Để làm được điều này, các chuyên gia cho biết HR cần phải thích ứng và nắm rõ hơn với những đổi mới mà nền kinh tế tốc độ cao hiện nay đang diễn ra. Cụ thể là về công nghệ, về sự chuyển đổi số và quan trọng nhất là hành vi, thói quen của những ứng viên thông qua hai yếu tố đó. Chẳng hạn, với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 thì các hợp đồng kinh tế sử dụng công nghệ đang rất phổ biến ở hầu hết các nước, và những công ty nào làm được điều này đều là những người chiến thắng trong nền kinh tế tốc độ cao. Đó không chỉ là một chiến lược đổi mới mà nó còn phục vụ cho việc thu hút một lượng ứng viên lớn trên một quy mô lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Một số công ty áp dụng chiến lược này đã tuyên bố họ thậm chí có thể thuê người trong vòng 1 giờ. Cụ thể hơn thì sau đây là 4 bí quyết giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng hiệu quả trong nền kinh tế số mà chuyên gia khuyến nghị. Khi nhắc đến tuyển dụng thì điều đầu tiên mà HR nghĩ ngay đến chính là quy trình. Tuy nhiên, với nền kinh tế số ngày nay thì lời khuyên là nên làm cho quy trình tuyển dụng trở nên nhanh nhẹn và thân thiện với thiết bị di động. Đó có thể là một ứng dụng trên nền tảng số mà người ứng tuyển có thể tiếp cận ngay trên thiết bị của mình với thao tác tối ưu nhất có thể. Bởi vì tốc độ là yếu tố xác định thành hay bại trong cuộc đua thu hút tài năng, chất lượng và ngăn chặn tình trạng ứng viên bỏ đi. Theo một nghiên cứu, nếu quá trình nộp đơn kéo dài hơn 30 phút thì gần một nửa số ứng viên sẽ có thể rời đi. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến các nhà tuyển dụng không có đủ ứng viên để lấp đầy vào chỗ trống trong công ty. Sau đó, hãy coi quy trình đăng ký trên nền tảng số này giống như một trải nghiệm mua sắm trực tuyến. HR cần phải nhanh tay xác định thời điểm mà những người nộp đơn trong trạng thái đã bỏ hàng vào giỏ nhưng chưa bấm nút gửi hàng và đưa ra các đề nghị tốt nhất để giữ họ tham gia vào quá trình này. Điều quan trọng không kém chính là bên tuyển dụng phải có các bộ lọc tự nhiên trên ứng dụng của mình để loại bỏ những ứng viên không đủ tiêu chuẩn và lọc ra những người không phù hợp ngay lập tức. Có thể là bộ lọc mà ứng viên có thể tự chọn, ví dụ như vị trí địa lý, giới tính, mức lương, hoặc có thể là những câu hỏi đơn giản về trình độ học vấn, tuổi tác, kinh nghiệm và kỹ năng. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, dù là phỏng vấn online hay phỏng vấn trực tiếp, thì HR hãy luôn đảm bảo rằng quá trình phỏng vấn không được làm chậm quá trình tuyển dụng. Theo một số khảo sát gần đây, một số công ty đã bắt ứng viên của mình trải qua quá nhiều vòng phỏng vấn với nhiều thành viên trong ban lãnh đạo khác nhau và mất đến tận một tuần mới có thể hoàn thành bài phỏng vấn, nhưng kết quả là không có nhiều ứng viên được chọn hoặc ứng viên tự động bỏ cuộc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh podcast của Trường Quản trị Nhân sự Bay, đối tác độc quyền của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ SHRM, tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự. Để tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo quản trị nhân sự quốc tế ISRM của chúng tôi, quý vị vui lòng truy cập website shrm.bay.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 028 3837 0208.
Hãy ủng hộ và theo dõi các tập tiếp theo để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về ngành nhân sự nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.